Rồi cái này ngang nè, ngang 45 nè, cao cho 60 nha anh em. Cắt phần trên bằng hết, ở dưới là làm cái đôn. Gỗ bình linh nha anh em. Cắt phần này là làm được cái đôn nè. Đấy, anh em để làm cái đôn ok nha. Anh em để đá hay để tủ vẫn ok nha. Nói chung cục lũ này nó rất là cứng nha. Ôi, cho luôn em một cây cốc này, một cái rễ cốc nha. Chiều ngang bên này qua đây là 80 nè, dài nè. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ôi, dài không có gần 2 mét nha anh em. Giờ anh em chọn là ok nha. Đây nguyên một cái cốc nha, cốc chua nha. À, chỗ này nó phình nè, nó bú nó quặn nó sắn nè. Đấy. Quá đẹp. Rồi anh em nào thích cây này thì inbox cho em nha. Ôi, giao luôn em một cái viên đá cảnh này, kích thước này cao khoảng 1 mét nha anh em. Đây, nó nguyên bản luôn nha, rất nặng nha. Cọc này em không, mình em thì chắc không xin nhê rồi. Nói chung là nó nặng, nó to nha này. Anh em nào thích cọc này thì bót em nha. Rồi, giao luôn em một cái sắn nè. Sắn quá đẹp luôn. Anh em về để anh em để coi, anh em để coi nha. Cái thước con này nè. Này 40 nè. Cao 40 luôn nha anh em. Ngang 40, cao 40. Sâu 20 nha. Cục này đẹp nha anh em. Sắn quá đẹp. Đây là nghệ thật nha anh em, hàng tự nhiên nguyên bản nha. Anh em muốn chơi gì anh em chơi nha. À, anh em thấy cái sắn hàng rục lõi nha anh em. Này sến vàng anh em. Đẹp. 1 xe 35 lận. Ôi, cho luôn em một cục mông à. Rồi cao lên trong mét này. Cái này nó như con ngỗng nên ngóc lên nè anh em thấy không? Chỗ này anh em làm một cái đôn. Em để giờ anh em để nha. Rất đẹp nha, cục này rất đẹp nha. Ôi, cho luôn em một cục mông này, kích thước này. Ôi, cao một mét mét 3 mét 4 nha anh em. Dưới này đặt này đấy. Ngoài nặng nha anh em, hàng rục lõi nha, mung sừng nha anh em. Về để coi anh em muốn làm gì làm nha. Rồi má 20 nha, là hai cục nha anh em. Cục lũ nè. Cục này kích thước cao nè. Cao 50. Này anh em để coi nha. Gỗ mung nha anh em. Rồi. Cục này là làm được khay trà nè anh em.
Mày chiều ngang dài của nó là 60 nè. Ngang là 25 nè. Chính giữa là 30 nè. Đấy. Hôm nay anh em nào quan tâm thì post nha. Mùng sừng. Hàng rút lõi anh em. Nghe phần dưới nè, phần dưới là bọng lũa nha. Phần trên anh em làm khay trà, ok. Ôi cho luôn em một cái góc lũa nè. Lũa gõ nha anh em. Gõ. Gõ đỏ anh em, lũa tự nhiên nè. Ngang khoảng 35 nè. Dài khoảng 70 nè. Còn ở dưới nữa nha anh em. Cục này nó nặng. Nặng khoảng 40-50 kg anh em. Nói chung em độ vậy cho nó trông chưa cân. Lũa nguyên bản luôn nè. Không vết cắt nha anh em. Cục này là không vết cắt. Đây là lũa đục tự nhiên nè. Đấy anh em nhìn thấy không? Rất đẹp. Ôi anh em nào chốt cục này inbox cho em luôn nha. Ôi sau đây là mã 18 nha. Một góc muôn sừng liền khối nè. Đặt về hôn hà nè. Kích thước cao từ góc nè. Cao nè. Cao 90. Rồi ngang 80. Một góc liền khối nha anh em. Anh em nhìn. Đặt veo luôn nha. Tự nhiên hết nè. Đấy. Phần dưới anh em cắt cái bằng ngang qua một cái. Phần trên là anh em để tự nhiên nguyên bản. Làm sạch sẽ ra bao đẹp luôn. Góc này hiện giờ em đang cho nó. Cho nó bò lên cây thanh long nha anh em. Rồi anh em nào quan tâm góc này thì inbox cho em nha. Góc này quá đẹp nha anh em. Anh em nhìn nè, nó đặc veo luôn nè. Này anh em khỏi cần đục cũng được, anh em chơi lũ tự nhiên cũng được. Rất đẹp. Đấy. Mùng sừng quá đẹp luôn. Hàng này hàng rục lõi nha anh em. Hàng tinh lõi luôn, không có còn chiếu giác luôn. Anh em nào chốt là em nhổ luôn cây thanh long là em giao nha. Này, nu mục này. Đó anh em thấy không? Nhìn phê không? Quá phê. Rồi em qua luôn góc này. Rồi giao lưu anh em một cái bức lũa mùng sừng này. Rất đẹp nha anh em. Kích thước này. Rồi cao cho 1 mét nè. Ngang 60 nè. Liền khối nè. Con dịnh cái gỗ xây vòng vòng này. Cao 1 mét ngang 60 nha. Lũa mùng sừng liền khối rụt lõi nha anh em. Đặc biệt là rụt lõi. Đấy. Anh em về anh em muốn đề co anh em làm một cái gì cũng đẹp nha. Quá đẹp. Rồi con để nằm xuống. Đây nữa. Quá trời cảnh luôn nha anh em. Góc liền khối nha anh em. Rồi mã 16 nha. Anh em là chốt cục này thì inbox cho em qua Zalo nha. Ôi sau đây là mã 12 anh em. Kích thước này. Cao nè. Cao khoảng 85 anh em. Mông sừng này. Phần này đặt tu nè. Ở dưới đây nó tạo lũa nè. Ở này có cái bọng hóc này. Xuống đây nè. Rồi con xe quan trọng một chút. Đúng rồi. Rồi ok. Rồi mã 11 nha anh em. Mã 11. Cao khoảng 85 nha anh em. Cao 85. Cao 85. Này nó là một cây lũa nha. Lũa của mông sừng. Đấy. Anh em giờ anh em muốn đề co. Anh em muốn chơi gì anh em chơi nha. Gỗ mông sừng nha. Rồi. Rồi qua mã 1 luôn.
Rồi mã 10 nha anh em, mã 10. Cao 60 nè. Ngang từ bên này qua đây là 60 nè. Đặt nè, phần này đặt nè anh em. Mông sần. Đấy. Rồi quay quan trọng. Cái này là bên này lũa nha anh em. Con này ra luôn. Bỏ phần lũa nè. Giờ con giữ á. Rồi ok. Rồi lấy phần đặt ha. Đây mã 10 nè. Cục này đặt tu nè anh em. Anh em muốn đục tượng cũng được nè. Đây mã 10. Đây nó như hai cái sừng trâu nè anh em. Ok. Quá đẹp. Tiếp theo là mã số 9 nha. Cao 70 nè. Xây vòng. Mã số 9. Đấy. Ở dưới bọng nha, ở trên đặt nha anh em. Anh em giờ anh em làm gì làm nha. Mã số 9. Rồi sau đây là mã số 8 nha. Cao 70 nha. Đặt nè, phần này đặt nè. Anh em có thể giờ anh em làm gì anh em làm. Ủa mung sừng nha anh em. Rồi mã số 8. Rồi sau đây là cục mã số 6 nha. Cái thước này cao là 50 này. Chiều ngang phần này là 25 này. Cái này là nó được ba cái chân nè. Gỗ mung sừng nha anh em, gỗ mung sừng. Đấy, hai mặt, mặt nào cũng đẹp anh nha. Cái này anh em cho lũ ha, anh em làm cái đôn cái kệ cũng đẹp nha. Đó, anh em chỉnh lại cái là nó được ba chân nha, như kiềng ba chân. Đây, để cái là được ba chân nha, chỉnh lại cái là ok nè. Đây, cái lũ tự nhiên nè, làm sạch sẽ là quá đẹp luôn nha. Nó nu mục nè. Đây, mung sừng nha anh em. Đây mã số 6 nha. Rồi em qua mã số 6 luôn nè. Rồi bỏ qua đây coi. Rồi sau đây giao luôn em một cục đất này. Kích thước này. Cao 70 nè. Ngang từ bên này qua đây là khoảng 70 luôn nha anh em. Một góc đất nha. Anh em giờ anh em đục tượng anh em làm gì anh em làm nha. Rồi em xin qua luôn nha. Đây là mã số 5. Đúng không? Mã số 5. Rồi qua mã số 5 luôn. Rồi bỏ qua đây coi. Rồi tiếp theo là mã số 4 nha. Một cây mung sừng nha. Cao 70 này. Chiều ngang 25 này. Đây. Này anh em giờ anh em cho lũ nha. Em cái hàng này em chưa có làm sạch nha. Nói chung anh em nào quan tâm thì về làm sơ một cái nữa là quá đẹp luôn. Đây mã số 4 nha. Rồi, ok. Rồi cho luôn anh em mã số 2 nha. Cục mung sừng nha. Kích thước cao nè. Cao 90 nè. Ngang 40 nè. Ở đây là đặt nè, phần dưới là chân bọng nha. Đây anh em cắt ngang bằng anh em làm một cái đôn được. Rồi xây vòng nè. Rất đẹp nha, cục này. Anh em nào vào việc thì post cho em nha. Rồi mã số 2 nha. Rồi. Rồi giao luôn em một cái ho lũ nha. Lũ tự nhiên nha. Rất đẹp. Kích thước cao nè. Cao hơn 90 nha anh em. Một bông ho lũ. Đấy, nghiêng bản đấy. Nó dính luôn gì nha. Rồi, anh em nào chốt cái này thì inbox cho em nha. Đây là mã số 1 nha.